anh hiện tại thì anh đang cùng với công ty Jisuko để triển khai cái sản phẩm sơn kính kết nhiệt Nhật Bản. Trước khi vào học này, anh đã nói với anh thực ra thì anh thấy hay gặp phải cái trường hợp là anh thường xuyên tập trung vào sản phẩm nhiều hơn. Tức là anh sẽ không tức là anh sẽ phân tích những cái tính năng, những cái dụng cho khách hàng của sản phẩm. Anh thấy anh cũng thường xuyên phải tập trung vào cái sản phẩm nhiều hơn. Thì trong thời gian tới thì anh sẽ tập trung cho việc phỏng vấn, khảo sát những cái lý do của khách hàng lựa chọn sản phẩm này, và người ta sẽ tập trung xem là người ta sẽ gặp những cái thách thức gì, người ta băn khoăn gì về những cái tìm kiếm những giải pháp. Thì sau khi mà anh cũng sẽ phỏng vấn những khách hàng đã dùng rồi, những khách hàng mà đang quan tâm, những khách hàng mà thực sự là người ta đang quan tâm đến bạn, thì từ đó thì anh sẽ xây dựng được những cái giải pháp cho những cái lý do mà họ đang tìm kiếm như vậy. Anh sẽ mong muốn là xây dựng một mô hình kinh doanh là sẽ triển khai toàn quốc với cái sản phẩm sơn kính kết nhiệt, và trên cái góc độ là triển khai các kênh về đại lý. Mỗi một tỉnh thì anh sẽ phục vụ một phòng đại lý và triển khai một kinh doanh trên toàn quốc.